con đang hành thiền lại Nhưng dạo này ngồi thiền thấy chán nản đau đớn mệt mỏi rất nỗ lực mà chỉ thấy có một chút tiến bộ thì viết cho con một bài pháp nào để con có động lực tiếp tục đi hành thiền yêu mến thiền hơn uhm, nó cũng kẹt ở một chỗ đó là sư không có rõ thì không có rõ bản thân quý vị cái tình hình nó như thế nào cho nên sự chỉ nói chung tức là khi mà thấy mình nản thì phải phát triển cái tinh tấn giác chi mà làm sao để phát triển cái tinh tấn giác chi thứ nhất cái tàu dòng đầu tiên là phải nghĩ về cái sự khủng khiếp của những những cái cõi xa đoạn nha mình thấy là bây giờ nè bây giờ nè nếu mà mình chết ấy mình đi lên hay đi xuống chắc chắn cái kiểu tu của mình ấy cái kiểu thực hành của mình ấy với những cái ô nhiễm mà mình đã có thì cái khả năng đi xuống chắc nhiều hơn đi lên ấy. mà nếu như bây giờ mình không tránh niệm thì mình lấy cái gì để mà mình đi lên ừ mình lấy cái gì để mình đi lên. Cho nên đó cũng là cái lý do để mình tinh tấn. Ừ. Rồi tất cả mọi cái sự, mọi sự thành công ở đời đó không có dành cho những người lười biếng. Mà muốn chứng thiền, muốn chứng thánh thì phải nỗ lực tinh tấn hỏi tự hỏi lòng mình á mình có muốn thoát khổ hay không Muốn thoát khổ thì phải thực hành Tại sao mà quý vị vẫn phải đi làm mặc dù có nhiều khi mà mình chán đi làm thì mở mắt ra chỉ có muốn nằm y ở trên giường thôi hôm nay chỉ muốn xin gọi điện xin phép nghỉ thôi nhưng mà vẫn phải lê cái thân mình đi lên trong trên công ty bởi vì sao bởi vì đói bởi vì tiền bởi vì nếu mình không làm thì th tới tháng đâu có lương tại sao mình biết sợ mất việc mà mình không biết sợ đi địa ngục ừ? khi mà mình biết sợ thật sự đó, thì dù cho mình có chán mình có nản mình chỉ muốn nằm một chỗ thôi nhưng mà mình vẫn cứ phải ngồi vậy mình lê cái thân để mình thực hành tự đặt câu hỏi tại sao mình không dám nghĩ làm ừ. tại sao mình không dám nằm ương ở nhà thì với cái việc hành thiền cũng y chang như vậy chẳng qua là mình không đủ sợ cái vấn đề là cái đối nó nằm ở trước mắt nhưng mà cái địa ngục nhà quỷ súc sanh là chờ tới khi mình chết là cái vấn đề nằm ở chỗ đó mình không thấy trước mắt thành ra mình không biết sợ suy nghĩ kỹ mỗi một ngày suy nghĩ một lần cái chỗ đó thì nó sẽ có động lực để mình đi lên Đấy. rồi cái con đường mà đi đến giác ngộ giải thoát thì chắc chắn phải là con đường của cái sự thực hành thôi À bây giờ mình không thực hành thì đi tới đâu? Đi tới đâu? Nhớ giùm say mê Trong dục trần Thì luân hồi là điểm đến Mà nỗ lực Hành tinh tấn Thì giải thoát là trốn về Hả? Nhớ giùm sư các bạn uh, Khi mà đức thế tôn Ngày uh, Xuất gia Khi mà Bồ Tát ngày xuất gia Ngài tu khổ hạnh Ngài có suy nghĩ Về cái bài kinh mà lấy lửa đó ừ, Bài kinh lấy lửa Tức là gì? Khúc gỗ mà để dưới nước Thì không thể nào um, Do cọ sát mà nó có lửa được Khúc gỗ lấy lên mà vẫn còn ướt Thì dù có cọ sát cũng không có lửa được mà khúc gỗ lấy lên ấy khô rồi đó, cọ sát ấy. và khi vừa mới nóng mà mình ngưng ấy, thì cũng không có lửa được mà khúc gỗ lấy lên khỏi mặt nước để khô rồi đó. khi mà mình cọ sát mà thấy nó nóng vẫn tiếp tục kiên trì thì nó mới có lửa được tương tự như vậy khi mà mình chìm ở trong cái sự hưởng dục thì chớ hề đời nào mà mình chứng đắc được đạo quả chừng nào mình mới thoát khổ được nha mà nếu như uh, mà mình cái thân của mình cái thân của mình ly dục nha thân của mình ly dục mà cái tâm của mình vẫn còn hướng đến dục tức là mình ngồi thiền mà cái tâm của mình vẫn còn hướng đến sự hưởng thụ các dục nha mình ngồi thiền mình hành thiền mà mình còn nghĩ là chút xíu nữa hành xong rồi uh, tới giờ nghĩ rồi mình uh, xả mình xả À, mình thoải mái ha thì chừng nào mình mới giải thoát được thì nó không bao giờ có mà với một người cái việc hành ở thân nghiêm túc cái tâm của họ nghiêm túc mà làm mới có một chút xíu vừa mới nóng người là mình nghĩ thì họ cũng không thể nào mà giải thoát được chỉ có những người thân ly dục tâm ly dục nỗ lực thực hành không ngừng nghỉ thì với sự nỗ lực của họ đó mới có cơ hội thoát khổ. Nhớ dùm xưa các bạn cái ví dụ lấy lửa của Đức Phật. Ừ. Ừ. rồi thêm một cái vấn đề nữa, nói quý vị buồn chứ còn cư sĩ quý vị đó, cái vấn đề của cư sĩ. Là quý vị không có dám đứt đuôi Lúc nào Mình cũng chừa một cái đuôi Tức là sao Trong cái thâm tâm của mình ấy, Mình vẫn Có cái suy nghĩ rằng Sau cái thời thiên Mình tha hồ Mình hưởng dục Không bao giờ khác Thật không bao giờ khác À, thành ra cư sĩ Thời nay Mà muốn thoát khổ Nó khó như lên trời Tại sao Khi mình hành thiền Mình còn có suy nghĩ một chút xíu nữa Tôi tha hộ tôi hưởng à, Tôi sau khi tôi xả thiền Rồi tôi thả ra Chính cái vấn đề đó Làm cho mình lười đấy. Chính vấn đề đó làm cho mình Không có sự nghiêm túc thành ra nếu như mà quý vị muốn mà thực hành tới nơi tới chốn á phải có cái gan bỏ xuống phải có cái gan dứt đi nha còn nếu không thì chỉ giỏi lắm thì duy trì những cái sư vừa nói thôi ừ.